Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì hôm nay là mùng 1 Tết rồi cô chú anh chị ơi, là đầu năm mới rồi. Cũng có khán giả tới thắp nhang cho cậu và cô chú anh chị. Dạ con chào cô. Năm mới phát tài nha cô. Dạ. Cô ơi, xe vô đây nè, đứng coi cho nó rõ cô. Dạ. Cô cũng lên thăm gia đình hả cô? Cô cúng ở trong kia. Dạ. Lâu rồi, hôm nay mới có dịp đi tới đây. Cô cảm ơn hết tụi con nha. Dạ. Chúc năm mới, chúc sức khỏe nha, rồi làm ăn phát tài nha. Dạ. Hạnh phúc bình an. Rồi, dạ. Cô đi về. Dạ, năm mới phát tài nha cô. Dạ, cô cảm ơn con nha. Dạ. Khán giả vô tiếp mà cô chú anh chị ơi. Dạ con chào chú. Có khán giả vô đường kia cô chú anh chị. Nghe trong đây nè cô. Để con chào cô nha. Năm mới phát tài nha cô. Cảm ơn con, năm mới phát tài nha. Dạ. Để chồng ớt. Để con chào cô. Năm mới phát tài nha cô. Mình cũng lên thăm người nhà trên đây hả cô? Ừ. Nhé, mộ nó lên. Dạ. Rồi xong rồi hả? Xong rồi thôi. Dạ. Chúc hai cô năm mới phát tài nha cô. Cảm ơn nha. Dạ. Hả? Mai này nãy thầy qua Tết luôn. Không, cái cây mai bên kia nở mới đúng đó. Bữa nay mùng 1 rồi là nở như vậy là mới đúng đó. Đúng ngày luôn. Còn cây mai này thì nó hơi thưa chút. Mà nói chung cây nào cũng đẹp hết. Mà cây này chơi là thì chơi được qua Tết nè. Không có nụ nè. Giờ này vợ chồng nết mới tới nè. Chắc tối đi cô bắn pháo bông nhà cửa này thức tới giờ này. Khuya quá. Rồi hello anh chị nha. Rồi chào Hải, chào anh Ngọc nha, năm mới phát tài. Năm mới phát tài nha anh chị. Cái khẩu trang nha, đẹp kìa. Trời ơi, cái khẩu trang. Xịn sò chưa? Cho chụp cái cây anh nha. Trời ơi, đẹp chưa? Khẩu trang hiệu. Thấy gì có lọc gì chưa Hải? Chưa. Ngọc. Lọc lá. Lọc lá nào? Lá mai hả? Mai. Trời ơi, cái mai nó trở vàng hết trơn rồi nè. Ủa mà sao anh trai bên đây nhìn đỏ hết bông luôn rồi nè. Em bên đây là đúng ngày luôn á.
hết bông luôn ha. Bữa nay trời mùng ơi, nó đẹp. Bữa nay mùng 1 Tết là nở đúng luôn. Bữa nay là nở hết luôn, nở đẹp nhất luôn á. Còn có mấy nụ à. Rồi hello anh chị nha, năm mới phát tài. Ok em. Hôm qua mới vừa đi la có 5 phút cô lành vô tới. Rồi em có quay được không? Có quay kịp đâu. Mà em thấy không, chị kêu. Chưa gì hết. Mắt cô lành luôn. Chị đâu có kêu em mắt đúng không? Đi cảnh luôn. Đi cảnh em quay được. Đi cảnh đường liếc. Hôm qua đi cảnh được nhiêu em? Có mấy trăm view à. Trời ơi, cô lành làm cô lành mắc hết mấy chục ngàn view cô lành thì. Lên hai máy rồi đó. Này đó. Mắc mấy chục ngàn view cô lành. Cô lành lì xì cho được mới view ấy. Chú anh chị ơi, bữa nay là chọn cái khẩu trang của anh không có lớn rồi đó. Quên đốt nhà chú chứ tờ vô nhiều chuyện. Quá trời. Anh Ngọc, bữa nay anh Ngọc chơi khẩu trang xịn sò. Ủa bữa nay có mấy anh em mình vậy nữa hả? Thì có nhiêu đây chứ nhiêu. Anh Phong được có vô không? Không, sáng giờ không ai vô á. Sáng giờ có em với anh Ngọc và anh chị vô đó. Với chị Hoa. Vậy là 5 người. À. Thì cậu thứ năm thì 5 người à, cậu không cho ai nữa. Vậy là ba YouTube và 2 ekip đúng không? 2 ekip. Không phải đâu, 2 ekip ba YouTube. Ngày mai của cậu nở bích hết luôn rồi nè. Ngày mai của cậu nở bích hết luôn. Ủa, chưa, vô luôn à? Chưa ai tới á. Bữa nay ở nhà đón Tết hết hay gì rồi. Hôm qua có coi bóng bông em? Không. Không bóng bông luôn. Không có bắn gì. Em chỉ quay mộ cậu thôi chứ không có bắn pháo bông, pháo hoa gì ở đây. Rồi à, em cũng ở... quay cậu ngày hôm nay rồi chiều mai em cũng về rồi. Chiều mai về hả em? Phi em về. Xong rồi mùng 4 em lên lại. Một chút Việt Kiều lên, Việt Kiều lì xì. Trời, Việt Kiều đâu vậy hả? Có mùng 1 người Việt Kiều hay lên. Nên anh giáp hình đi vậy. Nên anh giáp hình nha. Chú Quý Mão rồi nha. Nhưng mà chú vẫn Quý Mão chứ. Chú Quý Mão. Đó, dạ thưa Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú vũ lên gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chúc cho toàn thể cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải, cũng như là kênh của các anh em YouTube ở mộ cũng như là trong nước ngoài nước được vạn sự như ý, phát tài phát lộc nha cô chú anh chị. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.